Sài Gòn nắng nhớ mưa thương. Đây là cuốn hồi ký thứ nhì của nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Dung, tiếp nối theo cuốn hồi ký thứ nhất là Phượng Vẫn Nở Bên Trời Hà Nội. Chương 1. Trong cuộc đời ngắn ngủi, hình như mỗi người dân Việt Nam có ít nhất một lần tản cư, hồi cư, di cư theo những biến cố lịch sử không ngừng trên mảnh đất quê hương triền miên chiến tranh đau khổ. Cách đây vừa đúng 40 năm, vào buổi trưa ngày 15 tháng 8 năm 1954, gia đình tôi lên máy bay tại phi trường Bạch Mai, Hà Nội để vào Sài Gòn. Đó là lần thứ hai chúng tôi ra đi lánh nạn cộng sản cùng 1 triệu đồng bào miền Bắc. Phi cơ quân đội nhảy dù Pháp, hai hàng ghế dọc theo cửa sổ được gỡ bỏ. Hành khách phải ngồi sàn, tựa nhau hay hành lý đặt bên cạnh cho vững mỗi khi máy bay vọt lên, rơi xuống, chao nghiêng. Hôm đó, trời mưa bão chập trùng trên không phận miền Trung như nước mắt thấm ướt khăn tay. Bất chấp thời tiết xấu, con chim sắt khổng lồ hùng hổ vươn mình xuyên Nam, ôm theo đám người di cư tâm tư nặng trĩu. Bố luôn luôn lo lắng nhìn ra ngoài trời mưa mù mịt. Bà ngoại và nhiều người lầm rầm khấn niệm. Những bộ phận trong thân thể bị vặn xoáy, tưởng chừng rời đứt từng khúc. May mắn, lòng phi cơ đầy chặt hành khách, vali, gói, thùng, túi xách, nên chúng tôi không bị xô ngã nhiều. Chị em ngồi xung quanh nôn oái, mặt xanh mày xám. Nếu thức ăn chưa tiêu hóa trong dạ dày thốc tháo ra được, có lẽ tôi cảm thấy dễ chịu hơn. Chúng cứ bướng bỉnh dồn ép, tức phá cái lồng ngực nhỏ yếu. Trong khi đó, bà nội ngủ một giấc yên lành vượt không gian, thời gian. Khi con chim sắt đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất, bà bừng tỉnh. À, đã tới nơi rồi à? Mau nhỉ? Đi tàu bay êm như là thuyền vậy đó. Vâng, nhanh chóng quá. Một thoáng, 2 giờ ngắn ngủi, phụ phàng. Hà Nội không còn trước mắt, không còn sau lưng. Hà Nội biến mất. Hà Nội nghìn trùng xa xôi, bản thân yêu đã hoàn toàn ngăn cách trời. Một cơn mưa rào đổ xuống đưa tôi về thực tại. Chúng tôi đã đặt chân xuống miền đất miền Nam. Giọng nói người xung quanh khác lạ. Nước mắt từ Hà Nội còn mang theo nhạt nhòa trong mưa Sài Gòn. Tạnh mưa, trời lại nắng chói chang cả một vùng sân bay, mênh mông không một bóng cây. Không khí ẩm thấp, ngột ngạt tuy đã về chiều. Sự khó chịu đó cộng thêm giận hờn xa Hà Nội tạo nên bất mãn, mất cảm tình với thành phố mới. Hai bác ứng tới đón chúng tôi về nhà đầu đường Phan Thanh Giản. Bác gái là cháu ruột bà nội. Những người di cư không thân nhân được cơ quan cứu trợ đưa đến các trạm trú rải rác trong đô thành. Chúng tôi bắt đầu cuộc sống mới, không phố Hòa Nhai, Hàng Thang, không Hồ Gươm, Cầu Thê Húc, Tháp Rùa. Bố trình diện đi làm ngay tại sở trước bà, đường Katina bằng xe buýt, phương tiện giao thông công cộng của Sài Gòn. Xích lô máy 3-4 người ngồi rộng, nổ ầm ầm, phóng bay bay. Xe thổ mộ được kéo bằng mấy con ngựa già chạy lóc cóc trên đường, nghe vui tai. Cả chục người có thể ngồi trong xe đó. Hàng hóa chất đầy trên mui hay treo cồng kềnh hai bên cạnh xe. Người dân buôn bán từ thôn ấp xung quanh thường dùng cách di chuyển này để vào thành phố. Chúng tôi không còn được nghe tiếng xe điện leng keng của Hà Nội. Từ 18 xuống 5 tuổi chưa có trường học, 7 đứa con gái, con trai tìm lối đi chơi, khám phá những vùng lân cận. Chợ Đa Cao gần đó, món đậu xanh, đậu đỏ bánh lọt, sương sa hạt lựu ngọt liệm. Người mua trả 5 cắc,
và đưa giấy 1 đồng. Người bán không có tiền lẻ, xé tiền cách xoẹt và thối lại người mua 1 nửa. Tiền dán 2 mảnh giống nhau cũng tiêu được. Phải gọi cỏ voi là trái mận, cũng như trái cóc, tầm ruột, xoài tượng xanh, chấm mắm ruốc mặn mặn chua chua. Trái trứng cá vỏ đỏ, ruột mềm ngọt, hạt nhỏ li ti màu vàng. Phải kêu quả trứng là trái trứng. 1 chục tính thành 14 hậu hĩnh. 1 đồng 10 cây kem đá đường đủ màu, nhuộm vàng, xanh, đỏ, chưa ăn hết đã chảy tan khỏi que tre. Kem Hà Nội lại được nhớ thật là nhiều. Chúng tôi đi bộ xa hơn chút nữa tới vườn bách thú. Ô, lại quên, phải nói là sở thú. Mặt tiền nhìn ra đại lộ Norodom. Cuối đường là dinh thủ tướng Ngô Đình Diệm. Nếu vườn Bách Thảo Hà Nội soi bóng Hồ Tây, sở thú Sài Gòn nằm bên con sông nước chảy, vờn chân cầu Thị Nghè. Qua cổng chính, viện bảo tàng lịch sử bên trái, đài tưởng niệm binh lính Việt Nam tử trận Thế chiến thứ nhất từ 1914 đến 1918 bên mặt. Ngày nay là đền thờ Hùng Vương. Sở thú còn có tên đẹp hơn, Thảo Cầm Viên, có nhiều cây, hoa quý miền nhiệt đới và dã thú như chim, vượn, khỉ, voi, hổ. Đó là công trình vườn cảnh đầu tiên đẹp nhất của người Pháp, được khai thác từ năm 1864 sau khi họ chiếm đóng Đông Dương. Hòn Ngọc Viễn Đông còn nhiều dấu vết thực dân với những con đường mang tên Pháp mà người Việt không muốn nghe lại. Nhưng dân trường Tây vẫn thích nói chuyện với nhau bằng tiếng Tây. Đêm đêm, gia đình chủ nhà 6 người với 12 dân di cư chen chúc trong căn phố nhỏ hẹp. Chúng tôi cặm cụi viết thư cho người miền Bắc. Khi khép mắt tìm giấc mộng trở về Hà Nội, giọt lệ vắng dài vẫn rơi trên gối. Có đôi lúc tôi tấm tức. Tại sao bố đem chúng tôi vào Nam để tôi buồn nhớ bạn Hà Nội đến mê muội tâm thần chứ? Nhưng dần dần tôi hiểu thế nào là chính sách trả thù thanh trừng của Cộng sản đối với những người làm việc với chính phủ thuộc địa, dân đại tư bản, tiểu tư sản cũ. Họ bị giặc Cộng cướp hết tài sản, bỏ tù chết trong ngục như mấy người bạn đồng học, đồng nghiệp của cha tôi còn ở lại bên kia vĩ tuyến 17. Cũng may ông sớm biết điều đó đã đem gia đình xa chạy cao bay. Vài tuần sau, sở trước bà thu xếp chỗ tạm trú cho chúng tôi trên đường Trần Quang Khải, Tân Định. Một rạp hát cũ bỏ trống được chia làm 5 căn cho công chức di cư. Gia đình bác Thông đông nhất chiếm cái sân khấu. Phần khán giả ngồi được xây thành 4 căn cho gia đình bác Hân, bác Thiệp, bác Sanh và chúng tôi. Bác Hân, bác Thông là 2 anh em ruột, bạn tiểu học, trung học Bưởi, đồng nghiệp với cha tôi từ mấy chục năm. Chỗ của chúng tôi được ngăn làm 4 phòng nhỏ với những tấm rèm vải. Quần áo sách vở ngổ ngang. Một hôm tôi định đá cái vali của chị Tâm vào gầm giường cho gọn lối đi. Vali không nhúc nhích, tôi phải ngồi xuống dùng cả 2 tay mới đẩy được nó. Một nghi ngờ thoáng qua, tôi tò mò mở nắp. Hỡi ơi, vali đầy ắp sách báo Ciné Revue, Ciné Monde, Paris Match. À, từng hộp hình ảnh tài tử minh tinh màn bạc Pháp, Mỹ cũng được di cư, dù những cái đã được bố giận dữ xé sách, bắt vứt bỏ trước khi rời Hà Nội vẫn được chị Tâm dán lại và lén mang lên máy bay đưa vào Nam. Tội nghiệp bố mẹ, ông có những bộ sách xưa cũ như Sử Ký, Địa Dư, Văn Học, Tam Quốc Chí, Tây Du Ký, Từ Điển Hán Việt, Việt Hán, Petit Larousse. Bà cũng có nhiều chén đĩa cổ, đẹp, tất cả những vật quý đó đã bị để lại miền Bắc. Mỗi hành khách đi máy bay chỉ được mang 20kg hành lý. Các em đều biết việc của chị Tâm làm, nhưng chẳng đứa nào hé miệng.
Mẹ nhìn thấy cũng im luôn. Từ khi bố bị bệnh áp huyết cao, đã mấy lần vào nhà thương, nên chúng tôi cố gắng không để ông nóng giận nguy hiểm tới tính mình. Ông là cột trụ gia đình, một người cha mẫu mực chúng tôi luôn luôn kính trọng. Tường Vân hay ngấp ngá vali của chị Tâm. Con búp bê mở mắt nhắm mắt nằm bên trong. Em đã cho chị món đồ chơi yêu dấu nhất trước ngày di cư. Vân không chán nó, nhưng vì sợ bố la mắng nên đã cho chị Tâm. Chỉ có chị mới dám liều lĩnh đem theo nhiều thứ ông ngặt cấm. Và như vậy em mới hy vọng gặp lại nó Sài Gòn. Sau này chị cất búp bê trong tủ kính phòng khách. Cô bé quá hiền, khi vắng chị thường lấy nó ra nâng niu, ôm ấp, âm thầm tiếc nuối. Nếu biết điều đó, chắc chị Tâm sẽ trả lại Vân búp bê. Chị rất thảo với các em trong nhà. Vào tháng 9 năm đó, bà hiệu trưởng Tăng Xuân An ra thông cáo. Trường Trưng Vương di cư được đặt tạm thời với lớp học buổi chiều tại Nữ Trung học Gia Lâm. Tôi ghi tên học để ngủ. Chị Tâm thi đậu vào đề tâm C, ban văn chương. Chị Phương nhập hội nữ sinh công giáo Thanh Quang Lưu Xá. Vân thì học lớp nhì, Hà lớp tư tiểu học Đinh Tiên Hoàng. Khoa học lớp mẫu giáo tại một ngôi đình đường Nguyễn Phi Khanh, đằng sau nơi tạm trú của chúng tôi. Ngày khai trường, chị Tâm và tôi đi thật sớm. Chưa quen với cái nắng miền Nam, chúng tôi chọn những con đường cây dài bóng rộng. Từ đường Trần Quang Khải, rẽ trái qua chợ Tân Định, rẽ trái nữa vào đường Hai Bà Trưng, nhà thờ Tân Định bên phải, nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi bên trái. Quẹo mặt đường Phan Thanh Giản râm mát những hàng cây me, cây sao cành cao, lá rậm. Băng ngang vài con lộ nhỏ nữa và đường Trương Minh Giảng, chúng tôi tới trường Gia Long. Trên hè tràn ngập nữ sinh, người ta có thể dễ dàng nhận ra các cô Gia Long mặc áo trắng bà ba, đầu trần, tóc thẳng buông vai hay chấm lưng, quần đen rộng vừa bằng khổ vải không cắt xén. Các cô Trưng Vương, nón bài thơ che nắng, quần trắng cài khuy sát eo, áo dài tha thước đủ màu. Chúng tôi chưa có lệnh đồng phục. Hôm ấy tôi mặc áo lụa Hà Đông, dép da coi màu xanh như lá cây trước cổng trường. Chị Tâm đi tìm bạn chị, tôi tìm bạn tôi. Không biết ai kẹt lại miền Bắc, ai đi thoát. Gặp được nhau, Kim Dung, Thu Hòa, Tú Anh, Thái Lan và tôi mừng mừng tuổi tuổi. Thái Lan kể rằng, trước khi chia tay với Việt Bảo tại Hà Nội, cô bạn này nhắn chào tạm biệt chúng tôi. Các bạn đi vui vẻ nhé, ta ở lại thì chắc phải lấy cán bộ mất chân cuộc tay rồi đó. Trường Gia Long đồ sộ uy nghi, tọa lạc trên đường Phan Thanh Giản, giữa đường Trương Minh Giảng đi tới phường Tao Đàn bên trái và đường bà huyện Thanh Quang đi sang dòng Chúa Cứu Thế bên phải. Bàn ghế lớp học từng bậc cao thấp, trên lầu là phòng trọ cho các nữ sinh nội trú Gia Long. Bà Tăng Xuân An vẫn là hiệu trưởng trường Trưng Vương, bà Phú giám học, cô Nguyệt Minh tổng giám thị, cô Trịnh Thị Tiến ở lại Hà Nội. Tôi nghe nói cô đợi người anh hùng kháng chiến Việt Bắc trở về. Cô Tỉnh dạy Việt Văn, cô Ninh Sử Địa, cô Hòa Vạn Vật, cô Ngà Toán, cô Đào Pháp Văn, cô Phúc Anh Văn, thầy Hùng Lân Nhạc. Hình như tôi là học trò cưng của các giáo sư trừ thầy Hùng Lân. Chúng tôi được thầy dạy bản Hè Về. Khi còn ở Hà Nội, tôi rất thích bài hát vui nhộn này. Nhưng hoa phượng bên đường Sài Gòn, những sông lớp không thắm, không say như trong sân trường Trưng Vương, bờ hồ Hoàng Kiếm, đường Cổ Ngư bên Hồ Tây. Tâm hồn vương vấn những vần thơ vừa tập viết. Thơ cô bé 15 thương nhớ bạn miền Bắc như than thở tình tuyệt vọng. Những ngày thân ái bên nhau, bao nhiêu kỷ niệm ngờ đâu xa lìa. Người về thiên cổ có bia, thơ này ghi hận cách chia chúng mình.
Vì thế, tôi không hứng thú hát "Trời hồng hồng sáng trong trong, ngàn phơi sương nắng ngoài sông". Vả lại, trớ trêu lắm, cứ mỗi lần cất tiếng hát bài đó, tôi lại nhớ tới con trẻ ngoài đường phố Hà Nội hát chịch lời. Làm sao nghiêm chỉnh học hát hè về? Nhìn bảng mặt mấy đứa con gái ngồi bàn nhất, miệng không cười nhưng hai con mắt long lanh tinh quái, thầy Hùng Lâm cũng đoán được chúng nghĩ gì. Cô học trò duyên dáng Phước Liên đã chiếm hạng nhất về môn ca. Tôi không bị bét hạnh kiểm là may lắm rồi. Bạn Trưng Vương Di Cư còn có Hà Dương Thị Quyên, Thúy Liên, Nguyễn Thị Lễ, Thủy An, Trọng Hiên, Hồng Tước, Vũ Thị Hiển, Nguyễn Thị Tú, Nguyễn Thị Nghệ, Kim Phượng. Tôi không nhớ hết, nhưng chính cô Dung tôi không quên. Nguyễn Lệ Dung, Trần Thị Ngọc Dung, Khúc Thị Kim Dung, Bùi Thị Dung, Phạm Thị Dung, thêm hai cô Dung mới, Nguyễn Cẩm Dung, Nguyễn Kim Dung A. Nguyễn Kim Dung cũ bị hạ bệ B vì được sinh ra đời sau cô kia vài tháng. Cộng thêm cái tôi, Nguyễn Thị Ngọc Dung là 9. Công bằng mà nói, cửu Dung cô nương đều duyên dáng như tên của các nàng, không thể chối cãi được. Trưng Vương Sài Gòn bắt đầu với nhịp cầu tri âm. Nhiều cô thích viết thư để lại trong ngăn bàn học, làm quen nữ sinh Gia Long học bữa sáng. Các cô khắc tên mình cạnh tên bạn mới để tỏ tình thân thiện Bắc Nam, hay trao hình đổi ảnh cho thêm phần thắm thiết. Gia đình tôi vẫn tạm trú dài hạn trên đường Trần Quang Khải, không một chút tiện nghi. Hai cầu tiêu tối tăm, hai nhà thắm siêu vẹo chung cho năm gia đình đông đúc. Bếp là hỏa lò đất, đun than củi, đặt trên bàn gỗ mộc cũ kỹ, kê trên lối ra vào công cộng, mái tôn thấp gần đụng đầu. Trời mưa, người đứng nấu bếp phải đội nón hay che dù. Một cư xá đang được xây cất ở Phú Nhuận cho các gia đình công chức di cư sở trước bạ. Chúng tôi mong từng tháng, từng ngày có nhà mới. Mẹ mướn một người giúp việc miền Nam, chúng tôi bắt đầu được thưởng thức thực đơn của chị Chín. Canh chua cá lóc nấu với giá bạc hà, đậu bắp, trái thơm, rau om ngò gai húng quế, cà chua đỏ, thịt cá kho nước dừa, thịt bằm xào mắm ruốc mặn, sả ớt để ăn với dưa leo, sò hến xào giá hẹ, gỏi cà xé phay trộn bắp cải hành răm. Của không ngon, nhà nhiều con cũng hết. Gia đình chúng tôi dễ dàng tiêu thụ các món ăn mới. Tuy nhiên, một thứ chúng tôi không thích là những bài hát cải lương được người gác gian cho tái phóng thanh oang oang mỗi chiều cho đến tận khuya. Trái lại, buổi trưa yên ắng, tiếng hò miền Nam, tiếng ru con ngọt ngào vẳng sang từ hàng xóm bên kia bờ tường cao. Nắng Sài Gòn hình như bớt gay gắt hơn. Hò ơ, chớ nội trong lục tỉnh miền Nam, thấy em ăn nói nhu mì anh thương. Có mặt tôi, mình nói mình thương, tôi về chốn cũ, hò ơ chớ, tôi về chốn cũ, mình vẫn vương nơi nào. Cuối năm 1954, thời gian cho dân Hà Nội di cư hết. Bức màn sắt đã buông xuống Thăng Long Thành ngàn năm vạn vật cũ. Nhưng vẫn còn nhiều người lén lút ra Hải Phòng để vào Nam. Tôi vẫn nhận được thư của bạn, họ hàng, nhờ người quen tiếp tục di cư và chuyển giao. Họ gửi ảnh văn miếu, Hồ Gươm, tháp rùa, chùa Một Cột để cho chúng tôi đỡ nhớ. Nhưng càng nhớ nhiều hơn khi nghe bài hát của nhạc sĩ Hoàng Dương hướng về Hà Nội, lê thê, ra riết vang vọng khắp Sài Thành. Tha thiết não nùng, nhớ thương không cùng. Ngàn lần trước như ngàn lần sau, bản nhạc này vẫn là mềm lòng, chùng dạ những người đã xa Hà Nội từ năm xưa ngày ấy. Hà Nội ơi, yêu hướng về hay xa xôi, anh đèn răng mắt muôn nơi, áo
trường phượng vĩ xa xôi, giáng chiều bóng tia tia ngang. Đồng thời tôi cũng vừa để ý thích hát bản nhạc đầu tay của nhạc sĩ Vũ Thành, chỉ vì cái tựa đề nhớ bạn. Cô bé chưa hề tương tư một hình bóng khác phái, tình yêu vẫn còn là chuyện của người lớn, nhưng cô đã than van không sợ lời ca ếm vào đời. Xuân nay bao sầu nhớ xuân xưa, tiếc mối tình phai hương. Sau này nhạc sĩ Vũ Thành còn có một tác phẩm bất hủ, bất diệt qua tiếng hát Thái Thanh, Giấc mơ hồi hương. Lìa xa thành đó yêu dấu, một sớm khi heo mây vù, lòng khách tha Tết đầu tiên miền Nam thật buồn nản trong hoàn cảnh di cư eo hẹp. Nên khi Kim Dung rủ đi Cần Thơ với gia đình, tôi vui mừng được bố mẹ cho ra khỏi căn nhà chật hẹp. Ông thân sinh và anh em cô bạn thân đem xe jeep nhà tới đón tôi. Xe chạy theo hướng Mỹ Tho, đồng quê miền Nam bát ngát vì nhiêu. Qua Vĩnh Long, bên nhánh Tiền Giang của sông Cửu Long, mà tên quốc tế là Mekong, một trong những con sông lớn nhất trên địa cầu. Mekong dài khoảng 4.500 cây số, bắt nguồn từ cao nguyên Tây Tạng, miền Nam Trung Hoa lục địa, qua Miến Điện, Lào Cao Miên, tới Nam Việt. Mekong chia thành hai nhánh Tiền Giang, Hậu Giang, và trước khi chảy ra Biển Đông, chia làm 9 dòng như 9 con rồng, nên được người Việt đặt cho cái tên văn hoa Cửu Long Giang với bao nhiêu câu hò tình tứ. Hò ơ chớ, sông vàng cỏ, nước trong thấy đáy, dòng Cửu Long xuôi chảy dịu dàng. Ai về Mỹ Thuận Tiền Giang, có thương nhớ cả, hò ơ chớ, có thương nhớ cả đánh đàn năm xưa. Cần Thơ nằm bên bờ Hậu Giang. Tôi không nhớ đã đi bao lâu, nhưng khi tới nhà ông bác của Kim Dung, có vợ người tỉnh này, chúng tôi còn đủ thời giờ cho một bữa cơm miền quê thịnh soạn với thịt gà, thịt heo luộc, cá kho, cá mắm, dưa chua, dưa hấu đỏ, ngọt như đường được tiếp ăn cùng một lúc. Chiều tắt nắng, chúng tôi qua thăm các xóm khác bằng ghe trên những con lạch nên thơ, xanh thắm bóng dừa. Cây cành đang từ bờ bên này qua bờ bên kia, ghe nhỏ chỉ đủ ngồi cho 4 người. Một cô gái đông đưa đứng mũi tre với cây sào dài chống xuống đáy lạch nông và đẩy ghe nhẹ lướt trên mặt nước êm đềm. Thỉnh thoảng chúng tôi phải cúi rạp người tránh cành lá la đà. Khi thôn xóm đã lên đèn le lói trong vườn cây, nước trời một màu tối sầm, chúng tôi trở lại nhà chủ nhân. Anh chị em bà con gần hết thôn ấp đến xem mặt dân bất kỳ di cư. Người dân Nam chân thành hiếu khách. Sáng hôm sau, chúng tôi được ăn điểm tâm với những khoanh bánh tét ba màu, rềm nếp, gói trong lá chuối, nhân đậu xanh, đậu đỏ, thơm phức mùi lá dứa, nước dừa. Chủ nhà tiễn khách với một giỏ những đòn bánh tét còn bốc khói, nóng hổi, vừa được vớt ra từ nồi luộc. Chúng tôi ra vườn, hái đầy bịch cam sành, cam đỏ, quýt vàng, đem về Sài Gòn. Đó là lần duy nhất tôi viếng thăm Cần Thơ, thật ngắn ngủi nhưng khó quên. Đất nước hình như không bao giờ thanh bình, cuộc đời chẳng lúc nào yên ổn nữa, để có thể đi chơi và biết nhiều hơn về giang sơn cẩm tú.
Sau này khi du lịch đến xứ La Mã bên trời Âu, những cuộc du thuyền gondola trên kênh Venice nguy nga tráng lệ cũng không để lại một lưu luyến nào trong tôi như buổi chiều ấy, dạo ghe trên sông Lạch quê hương hiền hòa, câu hò thắm thiết. Hò ơ, chớ sông Cửu Long chín cửa hai dòng. Người thương anh vô số, hò ơ, chớ. Người thương anh vô số, nhưng anh chỉ một lòng với em. Sau gần 6 tháng tạm trú tại rạp hát cũ đầu năm 1955, trong tiếng súng quân đội quốc gia càn quét loạn quân Bình Xuyên, năm gia đình di cư hấp tấp dọn đồ đạc tới cư xá mới xây cất xong. Cứ tưởng rằng chạy thoát giặc cộng miền Bắc là hết loạn, thì nay lại nghe tiếng súng giao tranh như ngay đầu đường. Thực ra, từ ngày chấp chánh thủ tướng 7 tháng 7 năm 1954, ông Ngô Đình Diệm đã phải đương đầu với mấy sứ quân tự trị miền Nam không chịu khuất phục chính phủ, Bình Xuyên của Hùng Xám Bảy Viễn, Cao Đài Ly Khai chống Pháp của ông Trình Minh Thế, Hòa Hảo của Ba Cuộc Lê Quang Vinh, chỉ có tướng Thế về quy thuận chính phủ. Trớ trêu thay, ông tướng trong sạch yêu nước này đã bị trúng đạn Bình Xuyên, chết trên cầu Lăng Tô Tân Thuận để đồng bào bùi ngùi thương tiếc. Chẳng bao lâu, đến lượt Bãi Viễn cùng loạn quân bị đẩy lui, bỏ cả sào huyệt, sòng bạc tại thế giới trong chợ lớn và xa chạy cao bay sang Pháp. Cuối cùng, Ba Cuộc bị bắt lên đoạn đầu đài. Nghe nói ông Ba sau này lại bị quật mồ, xác chặt thành làm nhiều khúc. Thật may mắn, chúng tôi không sinh ra trong thời đại vua chúa bạo ngược, độc ác, tùng xẻo, voi dài ngựa xé, tru di tam tộc người dân. Nơi định cư của gia đình chúng tôi, cư xá công chức trước bạ là 2 dãy lầu, mỗi dãy 12 căn đối diện nhau. Sân xi măng ở giữa, bồn nước bơm điện, nhà để xe đạp bên lối cổng đi vào, hành lang mặt tiền thoáng mát. Cư xá nằm trong ngõ sau nhà thờ Phú Nhuận, góc đường Võ Tánh Trương Tấn Bửu. Chúng tôi được một căn 2 tầng trên lầu, khang trang đối với thuở mới di cư. Từ hành lang vào, ngoài phòng có một bàn 6 ghế, một giường phản cho bố mẹ nằm buổi tối. Ban ngày, chăn mùng được dẹp đi làm phòng khách. Từ ngày vào Sài Gòn, ông bà chẳng mua sắm đồ đạc đẹp quý nữa. Đã 2 lần mất của chìm của nổi vì chiến tranh loạn lạc, bố mẹ không còn đủ khả năng lo xin sang trước tương lai 7 đứa con đang tuổi ăn học. Chỉ có chị Phương trổ tài mọn học được ở trường Sơ Saint Paul, Hà Nội, làm hoa von với chị Quỳ, con gái bác Thông bên cạnh và đặt bán tại một cửa hàng quen đường Gia Long. Cô Nhâm bàn tính với mẹ mở một gian hàng vải chợ Bến Thành, nhưng bố không đồng ý. Tiểu thư Hà Nội cũng chẳng chịu ra ngồi chợ. Việc buôn bán không bao giờ thành. Tất cả gia đình 11 người chỉ trông vào lương công chức thượng, thượng ngoại hạng. Trong thẻ học sinh của chúng tôi có ghi nghề nghiệp của cha như vậy. Bà nội Huấn năm nay 75 tuổi, có giường phòng trong. Hồi còn ở với gia đình bác Hai Ứng, bà đã đi đứng chậm chạp nhiều nhưng chẳng chịu ngồi một chỗ. Họ hàng, bạn bè di cư tản mát trong thành phố. Bà không thể đi bộ đến mọi người để chơi chắn, tổ tôm, tài bàn nên thường lấy xích lô thăm viếng đây đó. Rồi tiến bộ hơn, bà đón xe buýt đi quanh quẩn Đa Cao, Tân Định, chợ Bến Thành. Một hôm, trượt chân, ngã khi xuống xe, bà đi lại khập khiễng khó khăn. Thêm một lần té sân nữa, xương hông bị trẹo, bà Huấn bại sụi luôn từ đó. Bà được đưa tới ở với vợ chồng cháu đích tôn, thời gian chúng tôi còn ở rạp hát cũ. Nhà anh chị Khánh trong một hẻm trước cửa chợ Bà Chiểu, gia đình và rộng rãi hơn mọi nhà con cháu khác.
Khi chúng tôi dọn tới cư xá này, bà nội được đưa về. Bố tôi rất có hiếu, thương kính bà hết lòng. Chị em chúng tôi phải phụ với mẹ, thay nhau lo cho bà từ việc ăn uống, lau mình, tắm rửa. Khi các chị đi lấy chồng, em Vân Hà tiếp tục nhiệm vụ ấy. Mỗi lần mượn người làm mới, mẹ thường nói trước công việc của họ đi chợ, nấu ăn, lau chùi nhà cửa, không phải săn sóc bà. Ai muốn hầu hạ một cụ già nằm liệt giường chứ? Bà nội trở nên hiền lành, chịu đựng, không còn chỉ trán véo tay, la mắng chúng tôi vừa ăn vừa nói, hay không mời bà trước khi đưa thức ăn lên miệng. Bây giờ, bà nội ăn riêng ngay trên giường, chẳng tỏ vẻ bực bội phải nằm ngồi một chỗ ngay dưới cầu thang, các cháu chạy lên chạy xuống rầm rầm. Có chăng chỉ nghe tiếng bà thở dài. Bà ngoại còn khỏe, leo thang thoăn thoắt. Bà có giường gần cửa sổ đầu gác rộng, cung cấm của chúng tôi. Một cái chiếu và ba giường khác cho bảy chị em. Khi cần tâm sự, tôi ngủ giường với chị Tâm. Khi muốn mơ mộng, ngắm trăng thanh gió mát, tôi nằm sàn chiếu cạnh cửa sổ cuối gác, chỗ mái thấp nhất với em Vân, Hà, Khoa. Ngoài ra có hai bàn nhỏ. Cái bàn mộc mạc trung thành kia là bạn tâm tình đã chia sẻ những trang sách vở học hành, làm thơ, viết nhật ký của tôi trong suốt thời con gái. Từ phòng bà nội đi qua cái sân nhỏ xuống nhà bếp, cửa hậu mở ra ban công chạy dài suốt dãy. Dưới ngõ, ngoài cư xá, sân nhà làm đậu hũ uổng ỉn vài con heo trong chuồng. Gió đưa lên hương vị quê xưa quen thuộc miền Bắc. Gác chuông nhà thờ Phú Nhuận ẩn hiện sau khóm tre già. Hằng ngày, chị Tâm và tôi đi tắt hẻm ngõ ấy ra đường Trương Tấn Bửu và lên xe buýt tại góc đường Nguyễn Minh Chiếu để đi học. Chúng tôi đã có xe đạp nhưng chỉ dùng để đi chơi cuối tuần. Bến xe buýt gần nhà, xe chạy tới gần trường. Con gái Bắc đều sợ nắng nên không thích đi xe đạp nếu không bị bắt buộc. Đôi khi chị Bội Hoàng, giáo sư Trưng Vương, con dâu Bắc Thông cho chúng tôi quá gian taxi hay xích lô máy. Em Khoa học lớp mẫu giáo ngay tại nhà thờ. Bố và Vân Hà phải đi bộ đến ngã tư Phú Nhuận đón xe buýt. Hai em xuống chợ Tân Định rồi từ đó tới trường Đinh Tiên Hoàng Đa Cao. Bố tiếp tục ngồi xe và xuống tại Bưu điện Sài Gòn, một quãng gần sở đường Tự Do. Trên xe buýt, tôi thường gặp chị em Đỗ Thị Hảo, Đỗ Thị Phương với vài cô nữa ở trong khư xá và Nguyễn Kim Dung A, nhà trên đường Nguyễn Minh Chiếu, gần cổng xe lửa số 8. Dưới mái xe, chúng tôi ung dung ngồi, không lo mưa nắng Sài Gòn. Hết đường Trương Tấn Bửu, xe quẹo trái qua cầu Trương Minh Giảng. Nhà sàn hai bên sông rạch bùn lầy, nơi sinh sản của lũ cá tra, ăn thứ dư thừa của loài người. Chùa Cao Miên bên trái, đường Kỳ Đồng bên mặt với dòng Chúa Cứu Thế gần đó. Qua đường Hiền Vương, xe buýt ngừng tại góc đường Phan Thanh Giản rợp bóng cây. Nữ sinh Trưng Vương không cần đội nón che má hồng. Các cô đi vài chục bước tới trường Gia Long. Lớp học tôi bên đường bà huyện Thanh Quang. Qua sông lớp, những cành hoa phượng vĩ đỏ đã sang mùa để bâng khuâng nhớ bạn cũ, nhớ Hà Nội. Mỗi độ hè về lại vấn vương, màu hoa phượng đỏ lệ rưng rưng. Hồ Hoàng Kiếm sầu ly biệt, kẻ ở người đi ôm nhớ thương. Có lẽ thân nhau lâu từ những lớp tiểu học, Ngọc Dung hơi nhiều tình cảm nên khó quên bạn. Cô bé vẫn viết thư thăm Bích Vân phố Sinh Từ, Ngọc Diệp hàng thang, Tạ Thị Thảo hàng đồng. Thế rồi 10 tháng cho dân Nam Bắc di cư hết, Hải Phòng và Sài Gòn bị cắt đứt giao thông. Chúng tôi vẫn cố tận dụng phương tiện cuối cùng viết cho nhau với những tấm bưu thiếp
không bao thư và được Ủy hội quốc tế đình chiến chuyển qua đường Ai Lao trung lập. Nhưng thời gian này chỉ vài tháng ngắn, tôi hoàn toàn mất liên lạc với bạn Hà Nội từ đó. Tâm hồn như có vết thương học trò.